Hello, mấy chị. Hello mấy chế nha, chấm chấm ABC để tương tác đi mấy chế. Vô nha mấy tình yêu. Rồi một em quần size S nhỏ, eo 55 tới 63. Eo 55 63, cạp cao 100k, mã xanh. Quần này là size L, size M nhưng mà M lớn nó tầm tương đương với L nhỏ. Eo này là 73 cho đến 78. Eo 74-78 luôn, M lớn nha. 100k, mã L xanh. Yếm size S lớn nè. Size S lớn ngực này là 81 cho đến 8. Cái này 82-87 được. Cái này cổ yếm mà nó như cổ lọ luôn. Nó có cái lưới sexy nè. Nó như cổ lọ luôn nha mấy chê. 60k, mã yếm. Ren nè, size M, dây nè rất là xinh, 45k, mã ren. Yếm cho Quỳnh Thúy Đào 60. Cái này size L, L nhỏ ra ngực này à, 86 cho đến 90, 86-90 size L nhỏ. 60k, mã crop. Quần Adidas size S. S này eo 62 cho đến 68. Này 70 bon chen được luôn. Eo 63-70, size S lớn. Eo 63-70 cho mấy chế 160, mã 16. Adidas mút liền size S, ngực 83 đổ về. Ngoài sao nó là cái kiểu gì? Ngực 83 đổ về nha, 130, mã rằng ri. Rồi em này size L luôn nha, quần chất dệt. Ôm. Eo này là 74 cho đến 78, size L. 60k, mã sáng. Size S ngực này là 82 đổ về. Size S ngực 82 đổ về.
70k mã liền hồng, rằng ri cho mèo the 130. Size XL ngực 90-95, ngực 90-95 size XL 55k, mã chéo lưng. Rồi con này size L luôn, ngực 90 đổ về mặt đẹp mút liền, 55k mã liền đen. Không em, này size L của CP Line ngực 87-92 của CP Line, 50k mã phối xanh. Con kiểu kiểu nè, size S ngực 82 đổ về 50k mã kiểu. Màu em màu rêu, size M dáng rất tốt. Ngực này là 83-87, 83-87 cho mấy chế 60k mã rêu. Một con áo size S nè, hiệu của Hàn Quốc, 90k mã đỏ đua. Quần này size XL nhưng mà này form nhỏ, eo 77 cho đến 82 thôi. Hello em, 7782 nha. Size XL form nhỏ này chắc không tới 82. Này chắc tầm 75-80. Đúng rồi, 75 đến 80 nha mấy chế. Tầm size L thôi. Của Nike nè, khối lưới dưới chân. Rồi cho mấy chế con này 135 mã 13. Hiệu Anta này nó đánh size XL nhưng mà form này nó là tầm form L là được nha, ngực 92 đổ về thôi. Ngực 8792. Một con hiệu Linen 90k. Làm size L nha, 90 mã cạp chun. Con này tầm size M. Size M eo 68-73, 110 mã loan. Có áo bơi nè, bơi dạng váy. Size này size M. Cái hiệu này luôn nè mấy chị. Cái bơi nó dạng váy nha, size M nha. Mới lắm luôn, 100k mã váy. Đồ bơi á, đồ bơi body ở trong có chiếc nha, nhưng gọi là cái liền á, size M luôn. Size M em này 60k mã M60. Size ML ngực 91 đổ về, kiểu xinh quá. Hiệu này có tem cộm cộm đây luôn, 90k mã áo hồng. Lên một con anh đợm size XL ngực 90-95 mút liền, lưới lưng phía sau, 80k mã liền đen. Áo có tay này là size M luôn. M này M nhỏ nha, M này ngực 86 đổ về mặt đẹp. Có tay 90k mã hồng 1. Quần ngố size M, nó để L nhưng mà form M theo 69-74, theo 69-74 60k mã ngố. Con này cũng size ML, eo 71-76, 60k mã xanh. Size M chất này là chất tập, nó làm thêm túi và nó làm cái bo ở dưới, chất co giãn 4 chiều nha. Có bo nè, rất là mới nha mấy chế. Em này 100k mã bo, nó làm dáng như là dốc gơ. Đùi size SM, eo 69 đổ về, 65k mã trắng. Chị không có like ấy em ơi,
bóc cái gì chị lên đó. Size S của Reebok, S lớn, eo 62 cho đến 69. Eo 62 69. Là lưới. Đó, nó phối lưới ngoài sao nha. Này rất là mới luôn, 160 mã lưới. Một con hiệu Kalenji size SM. Size M nhỏ, eo này là 62 cho 66 cho đến 72. Hiệu Kalenji có khóa phía dưới là 110 mã khóa. Hello hello. Size S. Size S. Người này 82 đổ về. 90 mã áo. Kiểu áo rất là đẹp luôn. Thôi em này XL 30K mã tập. Ngực 91-96. Cái này size M hiện nay mà nó răng tem nhẹ xíu đây. Size M nha. Ngực này là 84 đổ về, răng nhẹ tem 40K. Mã 40. Size L nhỏ luôn, ngực 90. Ngực 91 đổ về. Ngực 86-91 là mặt đẹp 87-91. Mút liền 50K. Mã khóa. Mã 40 là cái nào? Thu Hường. 40 là cái này. Thị Ly Nguyễn. Thị Ly Nguyễn là cái 30. Thị Ly Nguyễn 30. Có đơn chủ động inbox cho em nha. Đủ 100k em ship nha mấy chế. Size L là ngực 88-92. Có cài sau nè, 60k. Mã cài sau để Thị Liên Nguyễn riêng đi con. Này size M chất dẹp cổ yếm nè, 55k mã yếm cam. 40 hết rồi. Một con kiểu nữa là size M. Size M ngực này 83-87-70k. Mã hồng kiểu. Này 2XL nha, ngực 95 cho đến 99. 35k. Mã 35. Một con rất là đẹp, size L, XL bon chen. Ngực tầm 92 cho đến 100 cũng được, tại vì cái này nè, mình co giãn ra nè. Này 89 cho đến rộng ra 89 cho đến 97 đi. Đó, mình dời lên dời xuống được nha, tầm size L, XL. Mình dời nó rộng bao nhiêu cũng được, thoải mái mút liền 65k. Mã kiểu rất là mới. 89 thì mình thâu vô. Rồi con này là size S, áo tập phủ bụng, hồng kiểu Bùi Thu Thủy. 70. Mã đen. Mua em mút liền. Mút liền size M nhỏ, ngực 85 đổ về, lưới lưng không có mút. À đúng rồi, mút liền. Lưới lưng phía sau có cài luôn, 55k. Mã cài sau. Con này size XL nhỏ luôn, ngực 89-94. Màu tay tay, dáng rớp tớp 70k. Mã tay. Size ML ngực 90 đổ về, 80k. Mã áo. Cài sau cho Thu Hường. Cài sau 55 cho Thu Hường. Một em NB. NB size M lớn ngực 86 cho đến 90. M lớn ngực 86-90 của NB nè. Cho mấy chế 80k. Mã yếm. Một em màu đỏ size M.
CM ngực 83 cho đến 87. 83 cho đến 87. Đó mới kít luôn nha. Rồi cho mấy chế con này 130 mã đỏ. Tiếp tục size M ngực 84 cho đến 88, dáng rớp tớp 70k, mã 2 dây. Mã đỏ cho Bùi Thu Thủy 130. Size S. Size S eo này 57 cho đến 66 của Adidas. Mới xịn sò luôn, 170. Mã loi. Size M nhỏ, ngực 84 đổ về, mút liền, hiệu Kalenji, rất là mới, 80k, mã họa tiết. Cái này nó mới size L nhưng mà cái dưới này, cái chun nó hơi bị giãn giãn rồi, 30k, size L nha, ngực 8893, mã mới. Tiếp tục con này size LXL nữa nè. Ngực 90-95. Ngực 90-95 70k, mã hồng. Họa thiết cho Nguyễn Thu Thảo. Nguyễn Thu Thảo 80. Có đơn chủ động inbox cho em nha. Cố gắng lấy đủ 100k ship nha mấy chị. Size S 90k, mã kiểu. Một con hiệu Under Armour là size S, mút liền dạng mỏng, ngực 82 đổ về, lưới phối là 90k, mã phối lưới, kiểu cho Kha Lê 90. Dự phòng cái kiểu cho Thu Hường nha, mấy chế có đơn chủ động inbox cho em, dự phòng cái kiểu đó cho Thu Hường. Con này Anta là mút liền size M nhỏ, ngực 83 cho đến 86, 50k, mã liền đen. Kiểu hết rồi. Size LXL ngực 88 cho đến 94. Có dây nè. 50k. Mã khóa. Một con hiệu VFU size XL. Ngực này là 93 cho đến 98 luôn. Mút liền cúp BC là mặt đẹp. Hiệu luôn nha mấy chế. Nên mấy chế này 65k, mã hiệu. Dáng rất tốt. Size S 35k, mã kiểu 2. Adidas dạng kiểu này tầm size ML, eo 73-77. Nó hơi xung xung kiểu này nha, eo 73-77. Tem nó hơi ấy ấy, cho mấy chế mặc thời trang thôi. 60k, mã thể thao. Size S này S nhỏ, eo 55 cho đến 64. Mà chỗ này nó bị sức chỉ một tí xíu chỗ này nha. Em xem mấy chế 35k, mã lỡ. Size L, L ngực 87 cho đến 92. Màu tay chưa, 70k. Dán rất tốt luôn. 70k, mã nâu tay. Này size S còn nguyên tem. Ngực 82 đổ về mặt đẹp. 82 đổ về mặt đẹp 45k, mã tem. Mã lưới là cái nào? Tay. Tay cho Thu Hường. 70. Mã lưới là cái mã nào vậy ta? Mã lưới là cái hiệu Under 90k đúng không? Đúng không bạn Nguyễn Thu Thảo? Này dáng rớp tết size M nhỏ ngực 83-86. Cái này là nó hơi dính màu một tí xíu, rất là ít luôn nha. Nhìn kỹ lắm mới thấy. 45k, mã khoét lưng. Mã mới cho Tô Hiền Lương 45.
size XL lớn 2X bon chen ngực 95 cho đến 100. À 95 cho đến 100. Ủa sao bây giờ mới hiện lên, em qua lâu lắm rồi. Là cổ yếm sexy nha, 50k mã to 160. Eo này là 62 cho đến 69 nha. Tại nãy cũng có nó qua lâu lắm. 160 cho Nguyễn Thu Thảo. Một con kiểu nè, size M. Nó là mút liền, mặc ra lên cái kiểu nó mới ra kiểu. Đó. Ngực này là 85 cho đến 90 luôn, M lớn, L nhỏ bon chen 50k luôn. Mã kiểu 3. Áo bra size ML 20k. Mã bra. Một con hiệu Civiline size S ngực 80 đổ về. 50k mã hở lưng. Size L nhỏ ngực 86 91. Không, cái này 80 8792. 8792 lưới nè. Khoét lưng nè. 50k luôn, mã yếm. Kiểu 350 cho Tuyết Nhung Lê. Dáng crop top SM 35k. Mã xám. Mút liền size XL, lưới lưng phía sau ngực 92 cho đến 97, 50k. Mã 50. Quần size S của ASICS. Ở trong nó có giống như là trần bông luôn, một cái lớp mịn mịn mặc ấm nha. Size S eo này là 57 cho đến 65. Hiệu ASICS. Ở trong có lớp trần bông nhẹ nhẹ. 110. Mã hiệu. Hở lưng đó ngực 80 đổ về thôi. Mã xám đó là ngực 85 đổ về. Size này nó đánh M mà tầm S thôi, ngực 83 đổ về. Lưới lưới yếm yếm là 60k. Mã yếm xanh. Một em cài sao chất mịn size S ngực 83 đổ về. Chất rất là mịn luôn, 55k. Mã mịn. Size S eo 60 cho đến 67. Cái này chất rất lấy luôn nè. Đó, cắt xẻ laser dài, rất là đẹp luôn, 140. Mã HT. Mã hiệu. Mã hiệu 110 cho Tô Hiền Lương. Đó, em like mấy chế lên mã gì là em đều đưa lên đại. Nếu không đúng thì báo em. Tại vì sao like em không có chụp. Size S. Eo này là 56 cho đến 65. Mặt đẹp. Dưới này nó có đường may nữa nè. Nó là cái màu tím nhạt nhạt nha. Phối lưới là kiểu xinh đó. 130 mã lưới tím. Quần lỡ size L. Eo 82 cho đến 88. Chất dai. 80k. Mã hồng. Lên con màu đẹp. Hiệu của Nhật là size M. Ngực 84 cho đến 88, size M lưới. Hiệu của Nhật luôn. Độ mới hoàn hảo luôn nha mấy chế. 110. Mã 11. Mới lắm luôn, hiệu Nhật luôn. Một con hiệu Kalenji size S lớn, ngực 84 đổ về, 35k. Mã phối. Cái này của Victor size XS, ngực 81 đổ về, mút liền. Này rất là đẹp luôn. Cái đó mã 11 nha. Mút liền nè, siêu đẹp luôn mấy chứ. 110 luôn. Mã liền mới.
con này là size S ngực 80 đổ về 50k, mã crop mút liền, size L cúp CD hiệu Kalenji, mới tinh tình tình luôn, 70k, mã liền. Tuyết Dung Lê lấy cái này đúng thì ok lại nha, tại này nãy em đọc đó là mã 11, nó chế lên đúng mã em mới biết đường chốt. Size F ngực 81 đổ về, cắt xẻ laser phía sau nè, rất là đẹp nha mấy chế, 70k mã cắt. Tuyết Nhung Lê 110. Một con áo size XL ngực này 90-95, 90-95, 90k mã áo 2. Size S cạp cao, cái eo này là 57 cho đến 66, cạp rất là cao, chất mịn là 100k, dưới đây nó có kiểu xẻ xẻ nha, mã xẻ luôn. Họa tiết cho Tuyết Nhung Lê 70. Đã, mới ngồi xíu tay cho mình. Size M, M lớn được 85 cho đến 90, 70k, mã chéo lưng, mã chéo lưng. Mai Hồ áo nè 90. Một em size L nữa nè, size L lớn XL bông chen hiệu Ninh Ninh, ngực này là 88 cho đến 93, 8893, mút đầy đủ nha mấy chế, 80k, mã 3 lỗ. Chéo lưng, chéo lưng 70 cho Thu Hường. Size S lớn ngực 84 đổ về, 83 đổ về, mặt đẹp, 90k mã phối. Con này của cấp 3 nè, size L, XL luôn nha, ngực 89-94 của cấp 3, cho mấy chế con này 90 luôn, mã lưới đen. Đùi này là size ML, eo 72-77, eo 71-76, 70k mã lỡ. Đùi gió ít tép size S, size S eo 67 đổ về hiệu luôn, 65k mã hiệu đen, lưới đen, lưới đen của Tuyết Nhung Lê 90. Size M eo 67 cho đến 73, 60k mã xám. Size M ngực 83 cho đến 88, mút liền cúp B mặt đẹp, 60k mã liền xám. Một con dáng crop top hiệu chữ khiết nè, size XL nhỏ, ngực 88-94, XL form nhỏ nha, biết em hết nhìn thấy chữ rồi, chất rất đẹp luôn, 70k mã chữ tím. Đùi size M eo 67-73, 80k mã lưới xanh. Chữ tím 70 cho Vân Ngọc Vân Anh. Size S nè, ngực dưới 80, 35k mã tương tác. Size L eo này là 73-77, 70k mã hồng. Cào đi cái này luôn, đây là cái dấu móc của nó. Một con hiệu gì size XL nhỏ hiệu Liên Ninh, hiệu Liên Ninh eo này là 76 cho đến 83, size XL nhỏ tầm L là được nha mấy chế, 100k mã sọc. Nó phối chữ nghe cái sườn. Hiệu CP Line size S M eo 66-71, nói chung là tầm 68-70 là mặt đẹp, chất dai cao, cắt xẻ luôn 130, mã hiệu xanh.
có hiệu Zumba mà size M, hiệu Zumba luôn, nó có thương hiệu trong đây, size ML 68 cho đến 73, 6873 có dây kéo khóa 130, mã sao. Thôi em lên con này nó đánh M mà phơm L nè. Eo này tầm 76 cho đến 81. 76 81 là mặt đẹp. Cạp cao lắm luôn nha. 100k mã đen cao. Cao Thị Ngọc Ánh. Bạn coi bạn ấy đi, mình đâu có nhắn tin đâu. Mình không có nhắn chào khách nha. Size M. Ngược 83 86 ở đây nó hơi nhăn nhẹ xíu của Under nè. Ngoài ra nó mới đẹp 35k, mã 35. Size S. S này SM 35 cho Hòa Nguyễn. Size S ngực 83 đổ về. Ngực 83 đổ về 70k, mã phối. Dáng rất tốt. Trắng này em có hai con. Trắng trắng cho lên đường. Hai con size M hết nha. À, con này nó đánh L nhưng mà hai thằng bằng nhau. Hai cái bằng nhau à, tầm size M nha. Tầm size M cái ngực này tầm 83, 84 cho đến 88. Có ba mắt cài phía sau. Trắng mới tinh. 80k một cái. 80k một cái, hai cái. Con này nó để L nhưng mà cũng tầm M luôn. À, nó co giãn hơn xíu. Con này thì là 86 cho đến 90. Rồi ai lấy cái con 88 đổ về thì mã 88, con này thì mã 90. Lên mã giùm em nha. 80k một cái. Tám mươi tám, 90 của Hoàng Nguyễn, 88 của Bùi Thu Trang. 80k một cái nè. Này là của Hoàng Nguyễn là 90, nó đánh size L cho nó co giãn tốt chứ chiều ngang đo nó cũng cỡ cỡ nên nó chênh lệch khoảng 2 phân. Tám cái đó của là Hoàng Nguyễn 80, Bùi Thu Trang 80. Áo size S nữa nè. Bông hoa rất là xinh luôn. Size S người 83 đổ về nha. 80k mã áo. Một con yếm nè. Yếm xịn luôn. Hiệu nay. Ngực này tầm 79 đổ về mặt đẹp. Khoét lưng nè mới lắm luôn. 120. Cái này mình nó size M là em bán 150 đó mới chắc. 120 nha. Lên mã yếm giùm em. Lên mã yếm giùm em. Yếm cho Vân Ngọc Vân Anh. 120. Con này đùi size M dạng là đùi ôm á, nó một lớp nha. 60k mã rêu. Con này nó đánh M nhưng mà tầm S thôi, ngực 82 đổ về. 82 đổ về mặt đẹp. 50k mã xám mới lắm luôn. Rồi tiếp một con size XL nữa nè. Ngực 91 96 35k mã tập. Size XL luôn. Mút liền. Ngực 91, 96 luôn nè. 90, 95. Mút liền nha. 50k mã to. Có người kêu giao hàng gì ta, nhắn tin vậy. Chị nói bên ship hàng. À, chuyển qua địa chỉ này giúp em.
không có nguồn ghen. Size XL nha, cúp này là cúp cúp D nha mấy chế. Cúp D nha, to to em size 50, mã to. Con này cũng mút liền nữa là size XL. Con này đẹp quá. Ôi. Ngực 90 cho đến 96. Mà cái này nó dính tí xíu màu đây. Rất là nhẹ luôn. Cái này em cũng chưa giặt, có thể ra nó mới chế. Áo thì mới lắm nha. Do ép kiện nó bị lem màu á, 91 96 cho mới chế 55k, mã xanh lá, size M dáng crop top nè, 70k mã crop, xanh lá 55. Cái này size ngực tới trên 90 nha Hoàng Nguyễn ơi, 55 của Hoàng Nguyễn, cái đó trên 90 nha. Rồi size này SM ngực 80, 86 đổ về, 35k, mã 35, mút liền hiệu uni, ngực 81 đổ về 45k, mã ghi. Ok ok. Size LXL ngực 91-96 nữa, 90-96, 50k, mã hiệu xám, ghi cho Nguyễn Thị Hạnh, ghi 45 Nguyễn Thị Hạnh. Size này size SM. Ơi Châu Như ơi, nhận đơn sao chưa ta? Có bị lộn cái gì không mà thấy ở đơn đây còn của Châu Như hai cái kìa. Có thiếu gì không? Cái này là size M nè. M nhỏ thôi nha, ngực 85 đổ về, nâng đẩy là 50k. Mã nâng hơi dao lộn. Tân Như Như. Mút liền nè. Size LXL ngực 88 cho đến 93. 65k. Mã họa tiết xanh. Rồi size S luôn ngực 83 đổ về, mặt đẹp. Đúng rồi. Hai cái áo bữa. Vậy là còn đơn đó chưa chốt hay sao? Có một đơn còn hai cái đó. Ngực 83 đổ về cổ yếm nha, 70k, mã yếm xám. Size L nhỏ ngực 86-91, 60k, mã xanh kiểu. Họa tiết xanh cho Nguyên Thanh. Nguyên Thanh 65. Con này bị dù cộng chỉ nè. Về mai nhẹn cái là được nha mấy chế. Size S ngực 82 đổ về nè, 35k, mã lưới hồng. Size S mút liền cổ yếm nè, ngực 81 đổ về nha, 60 luôn, mã yếm xám. Con này SM ngực 84 đổ về, 35k, mã cam. Áo tay dài size XL nè, size XL ngực 89-94, tay dài xỏ ngón luôn. Ê, cái này không có. À có xỏ ngón, 90k, 90k mã dài, yếm xanh, yếm xám chứ. Tô Hiền Lương 60, cam 35 của Châu Như 35. Size S 50k mã xanh S. Con này L nhỏ nha, ngực 86 cho đến 90, mặt đẹp. L nhỏ ngực 86-90, dáng rớp tớp 70k, mã 2 dây. Size M, size M eo 70-75 cho mấy chế 100k, mã loan, nó phối lưới đây nha. Màu em mút liền chất su, yếm xám, yếm xám 60, đúng rồi, yếm xám mút liền. Size S, size SM ngực 86 đổ về là mút liền.
chất su mát lắm, 35k mã su của tôi Hiền Lương, cái yếm xám mút liền 60k đúng rồi, nãy giờ mới lên một cái yếm xám thôi mà. Size 2X ngực 94-98 35k mã đen. Size S SM nha. Yếm xám nữa hả? À, yếm xám 70 đúng không? Ok, yếm xám 70. Cao Thị Ngọc Ánh, hôm nay cố gắng lấy đủ đơn em ship luôn nha chế, bữa giờ cứ xả đơn quá. Cái đó của tôi Hiền Lương 70, bỏ cái 60 kia ra. Con này SM mút liền ngực 85 đổ về 45k. Mã liền xám 35k, Cao Thị Ngọc Ánh. Size M nè. Bên trong nó có hai lớp nha. Cần thì mình cắt nhét mút mình cho. Hiệu Domios luôn. 80k mã áo kiểu. À, liền xám cho Châu Như 45. Con này 2XL ngực này 97-105 70k mã liền tím. Mút liền crop top size M này mấy chai 70k mã 2 dây. Kiểu Ngọc Nguyễn kiểu 80, có cần nhét mút không Ngọc Nguyễn ơi? 80 Ngọc Nguyễn. Có nhét mút thì báo em nha. Size L nhỏ luôn. Ngực 86-90 mặt đẹp. 2 dây nè, 70 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. À, để cái áo kiểu đó riêng ra lát nhét mút. Thôi em này quá đẹp luôn nha, ngực 86-91 80k. Mã đẹp. Cổ yếm. Cổ yếm size M 55k mã yếm cam. Đẹp cho Vân Ngọc Vân Anh 80. Nay inbox nha Vân Anh. Hai cái đơn trước em chưa trả lời tin nhắn gì hết. Size S là hiệu Vép U nha. Nhưng mà bên đây nó hơi bị nhăn nhăn cái phần này tí xíu, mặc vô căng ra không thấy đâu. Ngực 82 đổ về 45k mã Loan. Buma size S. Ngực 83 đổ về luôn 90k mã dây. Đẹp hết rồi. Nè, nãy chế nào hụt cái con 40, còn con mút liền size S nè, nó bị răng nhẹ tem nè. Ít thôi. Alo. Tên gì em? Huyền Hoàng hả? Ủa chị, shop chị là không có xem hàng. Giờ em nói với khách đó là chấp nhận không lấy trả cước và đơn hàng không có tách đơn, không tách đơn để em khỏi điện cho chị nữa. Đâu có trời. Ủa? Mua bên mình hồi nào? Cái bà đó đỏ chét. Rồi rồi. Shop em không có đồng kiểm nha mấy chế. Quá mệt mỏi, đang like kiểm hàng, kiểm hàng. Dây 90 cho Vân Ngọc Vân Anh. Mà mấy chị á, đi, thí dụ mấy chị đi Loan 45 cho Ly Nguyễn, đi từ điểm A đến điểm B, rồi từ điểm B về lại điểm A, thì người ta sẽ lấy mấy chế hai đầu cước hay lấy một chuyến cước gì mấy chế. Cứ mở ra kiểm cái vừa thì lấy, cái không vừa không lấy, trả về rồi tiền quay về ai chịu. Cái đó cho Ly Nguyễn 45. Nó bị răng nhẹ tem nha. Đó. Ngực 80 đổ về. Rồi cho mấy chế con này 40k luôn nha. Mã liền đen. Ủa đi xe từ A tới B, từ B về A chắc trả tiền đầu một à. Ta tính 50. Một chiều thì trả 50 và chiều về. Chắc nó đi bộ nó cổng mấy chị sao. Size M ngực 85 đổ về nha. Dán rớt tớp 50k. Mã crop. Không lấy hàng lịch sự, trả hai đầu cước không, trả 30 ngàn.
Em đâu cần 30 ngàn, cũng mới chế 30 ngàn về em phải ối tiền quay về nữa. Size S eo 55 cho đến 63, S nhỏ nha. XS bon chen 55-63 80k mã cắt. Liền đen 40 nè. Liền đen 40 cho Tô Hiền Lương. Crop cho Uyên Thảo 55. Ủa này 50 chứ. Nãy em nói 50 đúng không mấy chứ? Xong phân tâm cái là quên liền. 50 cho Uyên Thảo. Một con Adidas này size S. Form này nó nhỏ nha mấy tình yêu. Ngực 77 đổ về thôi. Cho mấy chế 60k. Mã sọc. Size M 35k. Mã cài sau. Size XL 50k. Eo 81 cho đến 86, 50 mã beo. Hết chỗ để rồi. Con Adidas kiểu modern. Chất chơi người dơi. Size M. Size M cái eo này tầm 66 cho đến 70 thôi. Eo 65 70 mặc đẹp nha. Kiểu nó rằn rằn, nó có phối lưới nữa nè. Xinh lắm mấy chế. 170 mã 17. Rồi tiếp em này là size M 17 cho Ngân Nguyễn. Size M ngực 84 cho đến 87. Chéo chéo mà sao vậy nha. Mấy chế con này 70 mã hồng chéo. 17 cho Ngân Nguyễn. 170 siêu đẹp luôn. Size M chất mịn rất là đẹp nha. Dạng cái này nó ấy lên vậy. M này M nhỏ thôi, ngực 83, 86, tầm 85 đổ về mặt đẹp. 86 này thích mặt ôm cho nó co giãn tốt. 70k mã dây. Con này là của anh ta. Size L nhỏ thôi, tầm M là được. Dây cho Vân Ngọc Vân Anh 70. Size L nhỏ tầm M thôi, ngực 84 cho đến 89. 85 89 đi. Hiệu anh ta 60k mã hiệu xám. Size S M eo 61 cho đến 68. Có khóa như đây 90. Mã 90 luôn. Màu em hiệu Onavi size S. S này S lớn tầm M nhỏ là được. Eo 67 cho đến 72. Eo 67 72 80k. Mã A80 hiệu xám là 60 cho Loan Socola. 60. Size này nó đánh M mà form L này. Eo 75 cho đến 80 hiệu US Pro. 90k. 90k mã phối. A80 cho Nguyễn Thị Hạnh. 80k. Adidas size S nhỏ eo 55 cho đến 62. Cái này nó hơi dính dính màu nhẹ. Nhẹ lắm luôn nha mấy chế. Cho mấy chế con này 90k đi. Mã sọc. Size M SM eo 65 cho đến 70. Chất dai cao dày. 100k mã cao. Nguyên màu tím. Chất rất là mịn luôn. Size M eo 6773 cạp cao. Quần này là tới bắp chân nha. Con này chất mịn đăng. Cho mấy chế con này 110 mã tím nhạt. Tiếp tục Under Armour SM eo 65 cho đến 7 66 cho đến 71. Màu tím nè, màu này lên màu đẹp. 135 mã hiệu tím.
con hiệu W gì nè, size M, ML luôn, từ 85 cho đến 90 á. Tím nhạt size M, 85 cho đến 90 nha, 90k không, có hiệu có chữ ký rồi luôn. Mã phối hiệu tím, hiệu tím 135 cho Trịnh Hồng Vân. Ôi cha, rồi xong, nó bị lỗi đây rồi, mới nhìn mới thấy rồi. Nó bị lỗi cái ngay cái phần đùi á, một lỗi nhỏ nha. Rồi chế lấy thì chế chế biến gì lại đó, em để cho chế 45k, chế nào lấy thì lên lại 45 giùm em nha. Nó ngay cái phần đùi có một lỗ nhỏ xíu, 45 phối 90 cho Tuyết Nhung Lê, chế nào lấy lên lại mã 45 cho em. Size L, eo 70, eo 70 cho đến 76, 70 cho đến 76 nè, 80k hiệu anh ta, mã váy. Rồi 45 ghi Trịnh Hồng Vân, để riêng để lát chuyển dáng vô chỗ đó. Trịnh Hồng Vân 45, để riêng ra. Size M, quần ố, chất dai, eo 66-72. Ủa sao bên đấy có hụ ta, eo 66-72, cạp cao, chất dai, mịn 75k, mã cao. Size LXL, eo 77-83, eo 77-83, 60k, mã ngố. Cao Thị Ngọc Ánh 75, size 2X, ngực trên dưới 100, ngực trên dưới 150k, mã 2X. Con sexy size M, M này là ngực 85 cho đến 89 được luôn, 85-89 nha, rất là đẹp, 70k, mã sexy. Cổ yếm size S nữa nè, chất dai mịn. Đây, size S nha, siêu đẹp, chất mịn mới lắm luôn, 90k, mã yếm mới. Mã yếm mới, thế nào size LXL, hốt con này quá, quá đẹp luôn. Ngực này là 88, yếm mới 90 cho Vân Ngọc Vân Anh. Ngực 88 cho đến 94, màu trắng chất gân, 70k, mã gân. Rồi tiếp con này XL, mút liền cúp D, hiệu Kalenji. Ngực này 93-98, cúp này cúp D nha, 50k, mã to. Rebook size M, ngực 83-86, rồi M nhỏ, ngực 86 đổ về, 80k, 80k, mã 680. Gần, gần cho Tuyết Nhung Lê trước rồi, 680, 870 Tuyết Nhung Lê size S, SM, ngực 85 đổ về mút liền, 50k, mã liền đen. Yếm mới hết rồi, Tô Hiền Lương. Mút liền nè, cái này nó y như Victor vậy, rất là đẹp luôn, size M, cúp B là mặt đẹp. Ngực 84 cho đến 88, 70k, mã lưới, rất là mát. Một em chất mát nữa nè, size L luôn, ngực 88-93, 45k, mã da. Hiệu Nike size M, M nhỏ ngực 84 đổ về, 70k, mã hiệu đen. Lưới nè, lưới 70 cho Tuyết Nhung Lê, mã sexy luôn nha, cái này mã sexy luôn, 70 nè. Hiệu đen 70 cho Vân Ngọc Vân Anh. Vân Ngọc Vân Anh, để riêng cái đó ra thôi. Sexy là ai nè, Diễm Phương
Diễm Phương 70. Mút liền size S. S này S lớn ngực 80 cho đến 84. 35k. Mã tương tác. Con này size M. Hiệu Domios. S lớn thôi, ngực này là 85 đổ về. 45k mã kiểu. Sao cái máy bên đây nó tối hù gì trời. Nè mút XL mút liền này, máy chế hiệu Domios. Ngược này 90 cho đến 95. 55k. Mã liền đen. L nhỏ eo 72 77. 70k mã lưới hồng. Đây size XL nữa là ngực 88 95. 94 là mặt đẹp. 80k mã dây. Áo ren size M 35k mã hồng. Quần đùi size XL. Quần đùi size XL chất gió rất là mềm. Eo này là 78 cho đến 84. 80k mã gió. Size M eo 73 đổ về. 65k mã phối. Cái con này nó luôn luôn mà nó nhũn nhũn màu đen mà máy chế size ML nha. Eo 73 77 nè. Đem cộm cộm đây. Dạng nhũ ở trong đó nè, dày nha, ôm. Rồi cho mấy chém 130, eo 7377 ML á. Mã nhũ luôn. Size 2XL. Ngực này 95 tới 102. 40. Mã to. Rồi áo màu đen quá quá dữ luôn mấy chém. Có mút nha, SM. SM đều được nha, 60k. Mã K60. Con này nó đánh ít S mà phơm S. Ngược 83 đổ về. 60k mã sọc. Còn con ren màu xanh xanh nha mấy chế. Size ML ngược 90 đổ về. Mã xanh 35. Sao nó đứng comment luôn à. Mỗi em size XL eo 78 cho đến 84. Dài luôn, dài thiệt dài luôn, eo 78 84. 90k mã 84. Quần lỡ size L, L này eo 70 77 82 của Adidas. Rất mới luôn nha. Cho mấy chế 135 luôn. Mã sọc. Size L XL luôn eo 78 83. Thấy Xuân Phương. Eo 78 83. 60k mã hồng. Con này L XL luôn. À cái này nó bị lỗi cái lưới ở đây rồi nha. Lỗi lưới một tí xíu là 30k. Size L XL. Eo 78 84. Mã 30. Sọc cho Tuyết Nhung Lê luôn. 135. Adidas nữa là size L. Size L eo này 74 cho đến 79. Này nó. Đó. Cho mấy chế con này à. À nó dính sơn. Dính sơn đây xíu nè. Rồi cho mấy chế con này 70 luôn đi. Mã đen 70. Quần kiểu size L luôn. Cái kiểu nó vậy nha mấy chế. Eo 74 cho đến 78. 100k. Mã kiểu nó dài lắm. Quần ngố size M chất mịn.
eo 67 cho đến 73, 70k, mã ngố 2. Size L nhỏ, eo 72, 77, 80k, mã ghi. Hiệu DNKY, size M. Size M dáng thể thao, eo này là 70 cho đến 71, 76 nha. Thể thao, rất là xinh. Eo 71, 76, 90k. Mã thể thao, đó là hiệu luôn á. Ngố 2. Ngố 2 cho Xuân Phương nè, 70. Ghi cho Uyên Thảo 80. Em còn một cái bơi nữa nè, mấy trái hiệu này luôn nè. Size S thôi, không là rất là dễ thương mà rất mới luôn. Bơi. Bơi mà có luôn váy bên ngoài nha, 100k. Mã bơi luôn đi. 80 nè, Uyên Thảo. Size L hiệu anh Odomios chứ. Size L eo 76 cho đến 80, hiệu Odomios này 81 con chen luôn, coi dạng tốt, dạng như ngố ngố nè. Cho mấy trái con này 80, mã lá. Áo ba lỗ phủ bụng, size M. Ngực 84, 88, 80k. Mã 88. Size L nhỏ, ngực 89 đổ về thôi. L nhỏ nha mấy chế, ngực 89 đổ về thôi. Tầm M là được. Mã lá, size L, XL, 90k. Mã có tay. Bơi 110. Ở quên 100 cho chị Huế Nguyễn. 88 cho Ngọc Nguyễn. 88, 80. 80 cho Ngọc Nguyễn. Size S. Size S ngược 83 đổ về 90. Mã số 3. Đùi dây rút size S luôn, 70k. Mã rút luôn. Áo khoác, áo khoác ML, áo khoác ML 60k, 60k mã áo luôn. Hết chỗ để rồi. Một con màu trắng cài sao size M. Ngực 84, 88 size M. Size M ngực 84, 88 mới cứng luôn. 70k mã cài. Áo khoác mã áo nha. Thôi em này size M luôn em, 68 cho đến 73, 68, 73. Cái này phơm nó có cái dúng dúng dưới rất là xinh luôn. 100k. Mã 73. Size M. M này eo 69 cho đến 74, màu lớn. Chất dày dai, rất là đẹp. 150. Mã phối. Mã cài cho Loan sô cô la 70. Yoga. Thân hình con trai hả? Hình con trai thì đi phẫu thuật thành gái. Mã phối cho Toan Lưu Lưu là 150. Toan Lưu Lưu. Em lựa đi em. 55kg hả? 62, ủa quên, 1m55 hả? Nặng 52.
mặc size M chuẩn hoặc là L nhỏ. Đây cái này nó có cái dây để mà gắn vô nha, size M có cái chỗ gắn dây. 40k mã body. Cái nào đọc M, M mà không đọc M lớn M nhỏ gì là M chuẩn. Rồi size S nha mấy chế, ngực 82 đổ về nè. Cổ yếm nè, 65k mã yếm đen. Size S luôn, 60k mã rêu. Size S cái váy quá xinh luôn mấy chế. Có đùi bên trong nha, 80k. Em 65 đổ về mã váy. Bộ nào không lộ hả? Nam hả? Em là nam hả? Chị không có đồ nam. 80 cho Ichi Hana. Size M ngực 86 đổ về 50 mã tím. SM 35k mã dài. M nhỏ ngực 86 đổ về 50 mã kiểu. Rồi con này là size S mút liền, 60k. Ồ, chị không có rồi em, chuẩn đâu nữ thì có đồ chứ nam chị không có. 60k mã liền đen. Đồ nữ mà còn bán ế lên ế xuống nữa, đồ nam cái này thôi. Size LXL eo 80 đổ về 60k. Mã lưới. Rồi SM eo 70 đổ về. Nam mà cái cao vậy, nặng vậy thì tầm size SM là được. 70k mã xám. Size 2X. Nó để 3X luôn. Cao này là 85 cho đến 90. 85 cho đến 90. Áo đen size M nhỏ ngực 85 đổ về. 85 đến 90, 60k mã to. Rồi con này size M nhỏ luôn, e 66 71. Nó phối lưới nè. Con này 50 thôi. Mã 50. Chị không có quần. Váy hồi nãy của bạn kia chốt trước rồi, Ivy ơi. Chị đâu có đồ nam em ơi. Size M nhỏ luôn nha. Cái này nó không phải hiệu này đâu, nhưng mà nó đẹp. Eo 70 đổ về 70k. Mã kiểu form nó đẹp lắm. Mã 50. 50 cho Châu Như. 50. Để con này riêng đi, lát giếng của bụi. Một con hiệu Under Armour size M. Size M nha, cái eo này là 71 cho đến 75. Hiệu Under nè, quá tươi quá đẹp. 140 mã tím. Size XL, quên, size L eo 74 cho đến 78. 74 78 nè. 90k mã phối xanh. Tím 140 Trịnh Hồng Vân. Lỡ nhịp con kia dính lại con này nha. Size L eo 74 cho đến 79. 60k thôi. Mã tím nhạt. Size S 65k mã rằn. Size S nhỏ eo 63 đổ về 60k mã nhỏ. Con này Reebok nó để XS mà tầm S được nha. Eo này
55 cho đến 60, 50, 57 tới 65 của Reebok nè. 150 mã phối. Chị không có chọn được em, chị la vậy đó. Vừa thì lấy ưng lấy. Có áo bé nè mấy chị, áo cho bé 20k, nó nhỏ quá bán thành cho bé nha. 20k mã bé. Size S nè, mút liền là bị dính màu tí xíu. Dính màu tí xíu, size S nha. Ngực 80 đổ về nè. 50k. Mã ở quên 40k mã xanh. Chị không chọn được em ơi, chị có chọn em thôi, em có chịu không? Chịu lấy máy bay không? Size XL. Ngực 90 95. 60k mã trắng. Size XL. Chứ giờ không có bán là sao? Size XL lớn 2X bông chen luôn, nói chung là tầm 93 cho đến 100 cũng được. Nè, tăng đưa ra, rộng chật gì mình nới ra nha mấy chế. Mút liền luôn là 70k mã xanh. Chị không có chọn em ơi. Trời ơi chị khổ quá. Em ra tiệm chọn cho nó dễ. Size M. Size M ngực 84 cho đến 88, có cài sau 45k mã cài sau. Size S, size S 70k mã xám. Mở đâu? Gạ mà không được thôi. Size S, SM nó để M mà tầm S là được nha. L 68 đổ về. 70k mã lỡ. Vô luôn, hốt luôn. Size M nhỏ luôn. L 65 cho đến 71. Màu tay quá mấy chế ơi. 80k mã tay. Tay tới tay. Cạp cao chất mịn size ML 65 cho đến 70. 65 70 nè, 110. Gì kì vậy? Sao kì vậy? Lái tập tập không có gì đâu em. Thi thêm cái bằng lái phi công nữa. Tay nè 80 cho yoga Ichi Hana. L 65 cho đến 70 nè. Chất mịn cạp cao 110 mã xanh cao. Con này chất dai size M. Cạp cao M lớn L 71 cho đến 76. 71 76. Đó, có một cái dòng chữ. Nó có cái kiểu dưới này nha. Tay của Ichi Hana. Con này 90 mã kiểu. Size M. M Uni Willow nè. L 66 cho đến 72. L 66 73. 110. Thôi em, chị không có nhắc tin đâu. 110 mã hiệu đen. Chị không có chọn, không có hàng, không biết lựa đâu. Cạp chữ nè của HM nha. HM nè, size ML. Size ML eo này là 71 cho đến 7 72 77. 72 77. Cạp chữ rất là xinh luôn. Của HM nha mấy chế. Coi cái gối này nó làm sao. Cái gối này nó hơi giãn nè. Bỏ ra. Trời ơi màu.
kiểu này cái cạp cái kiểu nó như vậy nha, mấy tình yêu nó mai rồi nó gặp xuống có một là một đường thôi nha. Size L XL eo này 78 đến 84. Trời ơi sao mà nó dài dữ vậy ta? 70k cho cái cạp nó vậy. Mã 70. Kiểu size gì? Kiểu là cái gì? Kiểu size M. M lớn, nói chung là 70 76 co giãn tốt. Chị ơi em lại chị em ra. Rồi ra đi. Bye bye. Size M. Size M eo 67 72. 100k mã xanh. Size XL eo 76 cho đến 81. Cạp cao, chất dai. Cái này đẹp quá mới chết. 110. Cái màu nó hơi ngã nâu nâu. Mã da đi, 110 mã da. Cạp cao size S nữa nè. Nó để M mà phơm này nhỏ tầm S thôi nha mấy chế. Eo 68 đổ về thôi. Eo 61, 68, 110. Mã tím cao. Size M. Rất tốt. M nhỏ ngược 87 đổ về. Cổ yếm là phát lưng dạng cái áo. Cổ cao rất là xinh. 90k. Mã áo 2. Size M eo 73 đổ về 90k mã hồng. Áo 2 cho Ichihana 90. Chất miệng cạp cao size S M eo 64 cho đến 69. 64 69. 90 ở quanh lộn 110. Mã 69. Lulu này mấy chế. Lulu này chắc tầm ML quá. Lulu này tầm size L nha. ML eo 72-77. Eo 72-77. Đường cắt sẽ nối mai. Rất là đẹp, kỳ công. Mà em này 150. Mã beo. Size M dáng rất L nhỏ dáng rất tớp, M lớn bon chen ngược 89 đổ về thôi. L nhỏ nha ngược 89 đổ về 70k mã tím. Size S ngược 81 đổ về 50 mã đen cài. Size L XL. L XL ngược 88 93 60k mã xanh. Nó chỗ để hàng rồi mấy chế. Chấm chấm thì mấy chế. Có một con chun mông. Size S. Đơn em cả tuần. Rồi chưa nhận được. Thanh toán trước gì Ly Nguyễn. Ủa em nhớ đâu có ship cho. Có khách nào tên Ly Nguyễn đâu ta. Ly Nguyễn hả? Đà Nẵng. Ok, đã chết lại. Ly Nguyễn. Cái số điện thoại. Chấm chấm bài giùm em cái thôi mấy chứ. Size S nha. Cạp cao chun mông. Ủa
Thôi để lát em like xong mới kiểm được nha. Bấm số điện thoại vào. Gửi số điện thoại vào inbox nha. Số điện thoại thôi. Chỉ số điện thoại thôi, em copy em mới tìm. Xe ép Chun Mong 110 mã xanh. Rồi con này nó để L nhưng mà phơm nhỏ tầm M là được. Không có tăng. Con này phơm nhỏ nha. Tầm M là được, ngực 84 cho đến 88. Cho mấy chế em này 100k, mã tím, mã xanh. Cho Đỗ Liễu. Vậy mà Đỗ Liễu, nhưng mà cái này sẽ ép nha Đỗ Liễu. Tím, tím cho Đỗ Liễu luôn 100. Cái đó 110. Tím Đỗ Liễu luôn 110. Ở quên 100 nè, Đỗ Liễu nè. Để con nói riêng thôi. Còn sao? Sẽ ép cạp cao chất mịn á. Cao cao chất mịn eo 64 đổ về 110 mã mịn. Có giãn nhưng mà nó giãn, nó giãn dày, nó cũng giãn nhiều. Mà hình như bạn Đỗ Liễu lấy trước rồi em ơi. Mỗi thắc mắc xin liên hệ bạn Đỗ Liễu. Rồi một con New Balance rất là đẹp. Size này là size L nhỏ nè. Ngực 87 cho đến 91. Hiệu Under. Mới cứng luôn nha. Ủa, hiệu New Balance chứ. 110 mã rêu. Số phận nghiệt ngã, mượn bầu hoài luôn. Bầu size L nha mấy chế. Chất cặp mới đẹp là 60k. Mã bầu luôn, mã rêu 110 cho Đỗ Liễu. Con này cũng Uni Willow size. Size S. Size S eo này là 61 cho đến 68. Dày dặn co giãn tốt, 110. Mã hiệu S. Con này chất nó như là chất dệt mà nó mỏng hơn dệt một tí xíu, nó không phải chất dệt, nó là chất gì. Nói chung là nó dai. Nó dai nhưng mà nó không dày nhiều. SM. Nó màu đen quá. Rất là đẹp nha mấy chế. Hiệu S cho Trịnh Hồng Vân 110. Cái này độ dày vừa phải nè. Đơn trước đi rồi nha. Đó nó dai mà nó dày vừa thôi. Rồi em để cho mấy chế này 90k. Mã lạ. Màu mè xinh cực đỉnh. Chun Mong sẽ ép nữa là eo 66 đổ về 90k luôn. 90k mã đen. Lạ nhung lê. Ủa không phải nhung lê, bữa trước có đơn không ta? À không. Nhung lê 90. Rồi đen cho Vân Ngọc Vân Anh 90. Size L. Size L này L nhỏ, eo này 73 cho đến 77. Cạp cao dài 100k, mã cao. Lạ size S. Lạ đó, SM gì đó. Nó mong nãy eo 66. 66 không vừa, hồi nãy là size S, eo 65 đổ về. 90 nè, Vân Ngọc Vân Anh. Đổ liễu vừa không? Eo 65 đổ về thôi. Size M nè. Size M eo 6672 80k. Mã Coban.
hiệu US Pro này, size M luôn, M này ML, eo 71 76 65, mã lưới đen. Cô ban cho Đặng Dung 80 80, Đặng Dung có đơn inbox cho em nha. Con Under Armour này, size M này, M nhỏ ngực 87 đổ về. Hello, chế 90k, mã hiệu. Size M, M này M nhỏ tầm S là được. Eo 68 đổ về. 90k, mã cạp chéo. Hiệu cho Vân Ngọc, Vân Anh luôn. 90. Vân Ngọc, Vân Anh 90. Để con đó một lát phủi bụi luôn con. Cái này nè, nó bị lỗi ngay cái phần này. Giờ ngoài trước nó bị một tí xíu, mới chế mặt hay áo ngực cũng được nha. Đó, em căng hết cỡ của nó. Con này size S của Domios mút liền á, 35k mới chế mặt thành áo áo ngực bên trong cũng được. Ngực 84 đổ về, mã 35. Size M 84 86, 60k mã xám. Này size L, ML 10k mã dây. Size XL, ngực 91 97, 40 mã to. Size S 60k mã 3 lỗ. Con này áo ghen size S, còn tem 45k mã tem. Rồi áo này 25k, áo mới luôn, mới chế size S, mã 25. Size L nhỏ, ngực 91 đổ về, 40 mã liền xám. Size S, ngực 80 đổ về, 100k mã đỏ. Size XL 50 mã XL, Hanale 25. Cố gắng lấy đủ 100k mới ship nha mấy chế. Hanale 25. Con này là size L nhưng mà nó tầm, nó hơi bị giãn cái phần chun nha, của Adidas nè. Eo nó tầm 78 cho đến 84. Hơi giãn nhẹ cái phần chun. 45k mã 45, hiệu xám, ở liền xám cho Diễm Phương. 40 size M, eo 72 đổ về, 70k mã lưới hồng. Size S, ngực 82 đổ về, 40k mã xanh cài. Size S, ngực 82 đổ về, 60 mã hồng. Con đùi mày dạng ghen luôn, ôm bụng nè. SM mới chế mặt thành đùi, gọi là đùi ôm trong váy cũng được. SM nha, eo 70 đổ về, 50k mã ngắn. Size M, eo 73 đổ về, 65k mã beo. Size M, eo 70 75 100, mã sọc. Cạp cao chất mịn size M nè, không có cái đường may đây. Eo 67 cho đến 72, 100k mã mịn. Một em tập út size M, eo 67 cho đến 74 luôn. Coi dáng tốt, ở đây nó có cái kiểu đây nha. Cái vạt nó hơi xéo xéo là 120, mã hiệu xám, chấm chấm bài mới chứ.
Người đâu gặp gỡ làm chi mà mất tiêu hết trời. Size S luôn, em 60 cho đến 66. Em 60, 66, 100k, mã sọc. Rồi, cảm ơn cá chế. Size L, eo 73, 78, cạp cao, chất dày, 90k, mã xanh cao. Con này SM nha, S thôi. Eo 66, đổ về nè, dưới đây nó cắt. Chất dai, 80k, mã cắt. Hello, chế Vy. Size S luôn, size S hiện nay ngực này 79 đổ về, 60k mã nhỏ. Em này cũng hiệu nay size S luôn, S này eo 58 cho đến 67, 58 đến 66 ha. Cái tem cái móc dưới đây nha mấy chế. Rồi cho mấy chế con này 160, mã móc luôn. Size L, eo 76 đổ về, 90 mã ghi. Ôi con này đẹp nè. Size F nè, hay có cái áo phối này nè, siêu đẹp nha mấy chế. Eo 65 đổ về, mặt đẹp. Mấy chế bên cái bếp phụ qua bên bếp chính em có ghim bài qua đó coi, bên đó nó tối hù mà một lát nó sẽ bị ẩn comment. 140 mã kiểu rất là mới. Mau về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay. Hôm nay chị Vy lấy size S à chị. Rồi con này rất là đẹp nha. Size M, ngược 84-88 là dây nè. Size M nha, mới lắm luôn. 75k, mã kiểu 3. Không, bình thường theo em nói là chị mặc vừa, nhưng mà theo chị thích thì chị sẽ nói mặc chật, tại vì cái gu của chị thích mặc rộng, em không biết. Kiểu 3, lưới phối hồng với phối họa tiết, eo 80 vừa không chị. Ôi giờ em không biết vậy là cái nào luôn á. Kiểu 3 là cái này, cái này à, nãy em nói nhiêu quên cha nữa. 75 đi, Châu Như. Rồi cái này Univillo size M nhỏ, ngực 84 đổ về nha. M nhỏ dáng rớp tớp, màu ghi ghi xám xám, 90k mã ghi. Cái này á, bình thường á, thì chị hay mặc cái form này, chị mặc size M á. Còn bất thường là size S. Size S luôn, size S. Eo này là 55 cho đến 64, cạp cao, chất rất là dai, rất là mới luôn. 130, mã hồng mới, ghi lại này nè, ghi Guni, 90, 90 nè, cho nhàn thanh. Size M của CP Line, ngực 83-88, trắng tinh, 60k mã trắng.
con này size M, hiệu I body M lớn nha. Eo này là 71 cho đến 77 được luôn, 7277 đi. 7277 nha. 130 mã loan. Trắng cho suri nè, 60. Đơn đi rồi nha, cái này ra đơn mới nha. Suri 60. Dai mịn size L, eo 73, 78. 110 mã 78. Chất đẹp. Mới cống. Size M. Size M. Ngực 84, 88. Size M 90k. Mã dây. Rồi tiếp con này S, SML 65 cho đến 70. Cái này là hiệu gì nó cũng giống của HM này mấy chứ. 100k. Mã phối. Dây 90 cho Huế Nguyễn. Này cũng là dạng cái áo luôn nè, size M nhỏ. Size M nhỏ người 86 đổ về. 80k mã áo. Ôi cái con cà phối nè, size S nữa nè. S eo 67 đổ về. Cái này mới đẹp luôn. 90k mã 67. Mã áo cho Nhung Lê 80. 80 Nhung Lê. Này Adidas size M. Cặp này cặp thấp thôi nha mấy chế. 100k mã lưới. Size M màu rêu mới cứng luôn, 100k. Eo này là 69 đến 74. Cũng M luôn, 100k. Mã rêu. Ôi, con rêu đậm nữa nè. Rêu đậm M nhỏ. Rêu đậm M nhỏ eo 66 cho đến 72. 150. Này quá mới luôn. 150 mã số 8. Rêu cho Thuy Võ nè. 100k. Size L. Số 8 cho Thuy Võ. 150. Chị thấy Xuân Phương em mà nãy giờ em chốt sao. Size L nhỏ eo 73 cho đến 77 quần lỡ. Cắt xẻ dưới đây nha, 80k mã cắt. Con này là size ML eo 72 cho đến 78. 72 77. Mà cái lưng này nó hơi mềm mềm nè. Cái lưng nó hơi nhăn nhăn xíu. Em sale cho mấy chế 30. Mã 30 luôn. Số 8 qua lâu rồi, hết rồi tôi hiền luôn. Size M luôn. Em 68 73 cạp cao. 70k. Mã lưới cao. Size LXL ngực 90-95, 35k mã ren. Con này tầm size M nha, eo 74 đổ về, nó để L mà tầm M thôi. Eo 73 cho đến 77. Rồi cái này cho mấy chế 80 mã cạp hồng. Size L nhỏ eo 74 đổ về. Cài là chất dai 70k. 70k mã cài luôn. 70k mã cài, eo 74 đổ về. Chế bên cái bếp kia qua bên đây. Xem đi, tí xíu nó ẩn comment em không đọc được đâu.
con này ngực 80 cho đến 85, hiệu City Line 50, mã hở lưng SM30K, mã đen. Tại vì có một cái máy để đọc thôi, làm như nó tới số lượng bao nhiêu cái comment là bắt đầu nó ẩn, nên bên cái bếp phụ là không có coi được. Hở lưng 50 cho tuyết nhung lê, cho cặp mút đi con. Đen 30 cho Cao Thị Ngọc Ánh. Con này đẹp nè, mấy chế 160 nè, size S nè. Hôm nay có cái móc ở dưới nè. Size LXL ngực 96 đổ về nè. 50 mã cà rốt 30 mút liền. Size M ngực 84-88 70K mã liền xanh. Áo ba lỗ chất gân gân là size F 30K mã ba lỗ. Mã ba lỗ này ép nhỏ ngực 80 đổ về 35K mã tương tác. Size M ngực 85 đổ về 35K mã đen. Áo kiểu này mới chế 30K mã kiểu. Rồi này size S luôn nha. Mút liền ngực 80 đổ về 55K mã liền đen. Em có mấy con size 2X đó. Để riêng lên. Rồi một con chất len gân size S 50K mã khóa. Size L 50K mã xanh. Size S 35K mã dài. Size S này ngực 84 đổ về 40K, ấy quên, 60K mã sọc sáng. ML ngực 86 cho đến 91 50K mã liền sáng. Con này LXL 40K mã xanh. Có con này bơi gì nè, người nhái gì nè, mới chế SM 60K luôn cho mấy chế như cái zoom dài nha. 60K chất nó trơn trơn nha. Mã zoom luôn. Không thấy ai chấm bài nữa rồi. Đùi size L eo 74 cho đến 79 70K mã đùi. Size 3X eo 85 cho đến 90. Cái này mua phơm này cho nam mặc được nè. 60K mã to. Size SM eo 72 đổ về 60K mã lưới. Cạp cao. Size M eo 67 cho đến 73 68-74 90K mã sáng cao. To cho hàm mi lê. Rồi con này size M ngực 86 đổ về 50K mã yếm. To 60 cho hàng mi lê. Eo 85 cho đến 90. Này nam nữ mặc được. Em không có ba lỗ với tăng đâu. Con này là size M nhỏ ngực 86 đổ về 35K mã đỏ. SM 35K mã crop mã to hàng mi lê. Đây con này cũng XL luôn nè. Hiệu US Pro eo 80-85 60K mã 85. Còn to nữa nè chế. Eo này cũng 85-90 mà cái đùi ngố ngố nè. 60K mã ngố. Size ML eo 74-79 60 luôn mã 79. Size LXL eo 82 đổ về 60 mã lưới.
size SML72 đổ về 70k, mã xanh kiểu to giống con, em chốt. À, cái form đó khác, cái form kia nó ngắn hơn. Con này size SM luôn, eo này là 71 đổ về, 72 đổ về. Eo 6973 đi, 65k, mã túi. Size L eo 74 cho đến 79, 75, 79. Hiệu Kalenji, quần lỡ là 90k, mã lá. Domios size F, eo 55 đến 63, 90k, mã xanh đen. Crop 35 cho Cao Thị Ngọc Ánh. Size M eo 6974, 70k, mã trắng. Một em hiệu nay size F, eo 66 đổ về, 125, mã cạp xám. Nhậu gì sắp ngủ đây nhậu. Size ML eo này là 77, 69, 74 của hiệu nay nè. 120, mã hiệu. Con này size S mà form M, eo 6974, 110, mã sọc. Thứ hai chưa đi được. Size L eo 7478, 130, mã 13. Size L XL đùi ôm của Ly Ninh, 80k, mã vàng. F bé eo 65, 64 đổ về, 90k, mã bé. 13 đây, 13 cho chị Mai Đoàn. Có chế nào xe F nào, quần xe đạp nè mấy chế. 130, quần xe đạp nha mấy chế. 90k, mã hồng. Xe F nè, qua lỗ rớt tớp có cái chun bên trong mà không có mút nha. Size L, ML 35k, mã dây. Này 23X luôn, eo này là 85 cho đến 90, 190k thôi, mã hiệu. Ba lỗ size F, size XF, ngực 80 đổ về, 50k, mã lưới. À, bữa hổm có cái quần giống cái này nè, để chút kiếm nè. Con này L nhỏ thôi, eo 76 đổ về nha, 75k, mã rằn. Bữa nhớ có cái quần con. Nè, Nam mua phơm này được nè, eo 83 đổ về nè, 35k luôn, mã 83. Nhớ quên có con quần, mấy con quần to con dục đâu hết trời. Ngôi quần chất gió này siêu đẹp mấy chế, hiệu luôn nha. Size L nhỏ luôn nè, eo 71, 76. Chất gió mà nó kiểu nó đứng phơm, 80k, mã gió. Em không có tăng với ba lỗ. Ngồi áo kiểu size F 20k, mã áo. Size M ngực 84, 88, 45k, mã 88. Con này CP Line ML siêu đẹp, ngực 86 cho đến 91, kiểu cổ chữ V ngoài sau nè, ngoài sau chữ T. 70k, mã chữ T.
Ngồi xe SE67 đổ về 65K mã loan. Xe S60K mã đen. Có đơn inbox cho em nha mấy chế. Xe S nhỏ L55 cho đến 63 của anh Đợi Amon. 120 mã 12. Rồi nó có cái gì em cũng không biết nữa. Tăng với ba lỗ. Rồi một con hiệu Li Ninh anh ta chứ. Size L eo 78 đến 83. Eo 7883. Cho mấy chế con này 80k. Mã đen. Này xe to. Nó tới xe to là nó mệt mỏi. Mệt mỏi cầm canh size S eo 60 cho đến 67. 70k mã sọc. Ơi size L hiệu Zoano eo 75 cho đến 79. 90k mã phối xanh. Nhớ có đơn inbox nha mấy chế đẹp. ML eo 71 cho đến 76. Dài cao. 80k mã 76. Rồi size S ngược 81 đổ về 70k. Mã dây xanh. Quần này là size L. Size L eo 74-78 của Zara. Có cái khóa phía dưới chốt giày. Thì mấy chế chạy bộ hay là đạp xe đạp thì cũng được chứ. Chốt giày dặn của Zara size L. Eo 74-78 90k mã thể thao. Size S. S này S nhỏ eo 56 cho đến 64. Quá đẹp. 140 mã nhỏ. Hiệu I body size M nhưng mà form L. Eo 76 cho đến 81. 80k mã hiệu xanh. Áo bra size M 20k. Mã bờ ra. Size XL eo 79 đến 84 của Estep là 90k. Mã 90. Hiệu xanh. 80 cho chị Thanh Tịnh Phạm. Thanh Tịnh hay Thanh Tịnh vậy đó. SM. Con này SM eo 65 cho đến 70, 90k. Mã xanh. Ra cho Cao Thị Ngọc Ánh nè. Nhét mút luôn con. 20. Hiệu xanh. Ra cho có người lấy rồi Hoàng Lan. Hằng đổ khối vàng. Khối vàng, khối xanh hả? Cái này đúng không chị? 90k đúng không? 90k. Em không có xanh biển. Của hàng đổ. Con này nó đánh M mà tầm size L, XL, eo 79 đến 84. Của Nai nè. 90k mã ngắn. Xanh biển là cái này hả? SM 65-70 90k mã xanh. 140 chứ không có cái nào 40 chứ, chứ. Chị bên đó qua bên cái bếp em có ghim trên đầu trang á. Qua đó em mới đọc được comment nha. Một tí xíu nữa bên đó nó ẩn comment là em không có đọc được. Tại vì em chỉ có một cái máy để đọc comment thôi. Size ML ngược 86 cho đến 91. Kiểu rất là xinh luôn. 80k mã hồng kiểu. Size M 70k.
mã dai hồng kiểu 80 cho Hoàng Lan, có đơn inbox vô cái bếp đang like. Shop si tuyển không đồng kiểm, có đơn inbox em cảm ơn. Em đọc cho đầy đủ rồi, size L nha. Eo này là 74 cho đến 73-77, size L nhỏ, phối lưới 100k, mã lưới xanh. Này size nó để L mà tầm M cũng được. Eo này 72 đổ về thôi, 60k, mã gen. Cái này gen ôm bụng luôn. Một con hiệu HM size XS. Size XS eo 55 cho đến 63 của HM. 150, mã phối. Size M ngược 86 đổ về, M nhỏ nha. 65k, mã tím kiểu. Size L eo 80 cho đến 86, 60k, mã xám. Size S của cái gì này? Asics nè. Eo này là 65 đổ về, 80k, mã hiệu đen. Con này là size XL 2X bon chen, eo 82-87, 80k, mã phối xanh, rất dày dặn. Size M lớn eo 72, ML eo 72-77 của Domios, 110, mã phối. Size XL nhỏ hiệu anh ta, eo 77 cho đến 82, cạp cao chất dày dặn nha, hiệu anh ta là 100k, mã hiệu 10. Con này size S nhỏ luôn, eo 63 đổ về, mặt đẹp, hiệu Domios nè, 130, 130, mã xanh đen. Size S mã hiệu đen, hiệu đen 80 cho Loan Kim. Có đơn inbox vô cái bếp đang like. Loan Kim để riêng ra con, 80 đủ 100k là em ship nha. Size L, L này eo 77 cho đến 81, cạp cao chất dai mịn dài 100k, mã dài luôn. Con này còn tem nè, size S eo 63 đổ về, chất dai vừa không dày, có kiểu có khóa dưới chân nữa nè, 100k, mã mới. Con này XF eo 56 đến 65, XF eo 56 cho đến 65, phối lưới là 120, mã hồng lưới. Hoàng Lan mã mới 100k, 100k Hoàng Lan. Size M eo 69-74, 60k, mã 60. Size M eo 69-74, 60k, mã 74, hồng lưới. Hồng lưới là 120 cho Hoàng Lan. Này size M eo 71-76. Này nhìn nó ngầu ra chưa, 65k, mã ngố 3. Ôi, chỗ này dục chỉ rồi.
Con này size M luôn em, 6673. 100k. Mã hồng 2. Hiệu Asics nữa là size S. Eo 67 đổ về. 80k. Trời ơi con quỷ này nó là bé. Con này size L. Size LX, LL 78 cho đến 84. Chất dai, cạp cao, quần lỡ. 90k, mã lỡ. Cho mấy trái con hiệu này đi, hiệu của Uni nè. Size XL. Eo 81 cho đến 86. Chất siêu đẹp luôn mấy trái, 81 86 cái màu hơi xanh xanh nha. Màu hơi xanh xanh là 120. Mã xanh. Size L, eo 75 cho đến 79. 150, mã HT. Size L, eo 73, 78. 73, 78, 100k, mã beo. Con này size F, eo 65 đổ về. 80k, mã nhỏ. Rồi em qua áo tiếp. Áo size S là của VFU là 100k. Mã hiệu tím ngực 81 đổ về. Một con ren kiểu size M, ML đều được nha, 50k. Mã kiểu. Mã tím. Mã tím cho Hoàng Lan 100k. Có đơn inbox cho em nha chế ơi, em có chốt qua số điện thoại nha, khỏi lên số. ML 50k mã kiểu. Lên số là đi chậm hơn người ta. Size F 50k. Mã đen F. Kiểu này ML nha, nãy giờ chế lấy toàn size F mà. Chế Hoàng Lan có đúng không? Size M 35k, mã đen cài. Rồi kiểu cho thanh tình phạm 50. Size S M ngực 84 đổ về. Ngực 84 đổ về, hiệu Champion 45k, mã hiệu đen. Con mới cứng luôn, mút liền. Nhầm ML, ok ok. Mút liền, size M lớn ngực 85 cho đến 89. Họa tiết là 80k. Mã họa tiết mới lắm luôn. Size XL luôn, ngực 91-96. Ngực 91-96. Cho mấy chế con này 45k đi, mã to. S này S nhỏ nha. S nhỏ ngực này là 79 đổ về, 80 đổ về, mút liền. Hiệu Nai, lưới lưng phía sau nè. Cho mấy chế con này 70 luôn, mã hiệu đen. Mã tiết 80 cho Diễm Phương. Diễm Phương. Cái này là size M quần ngố còn tem mới nè. Nhưng mà nó hơi bẩn nha, cái bẩn này là giặt được nha. Đó. Còn tem nên em không có giặt đó. Eo này 70 73 77 tầm L nhỏ là được nha. M lớn. Eo 73 77 100k. Mã mới. Cái này dán keo quá nó dính luôn. Cho mấy chế con luôn luôn xịn. Mới 100 cho Mai Đoàn. Luôn luôn này tầm size M. M nhỏ thôi, ngực 86 đổ về. SM nha. SM. Cho mấy chế con này 150. Mã H2.
Rớp tớp size L ngực 90 đổ về 35k. Mã tương tác. H2 là Huyền Trân không có vừa đâu, ngực 86 đâu vừa. Chế Mai Đoàn vừa hả chế? Size L nhỏ ngực 85 cho đến 90. 85 cho đến 90. 70k mã crop. H2 ở đây là em thấy của chế Huyền Trân lên mã trước nhưng mà là không có vừa nè. Rồi xong tới chế Mai Đoàn. Cái này là ngực 86 đổ về nhưng mà tầm 85 84 là mặt đẹp. Tối đa là 86. Em nghe HM. Ừ, 87 Huyền Trân có vừa. Là chế Mai Đoàn lấy đúng không? 150. Mai Đoàn 150. Con này hiện nay size L. Size L cái eo này 75 cho đến 75 cho đến 79. Bảy mươi lăm bảy chín size L. Rồi cho mấy chế con này 130 mã phối. Cái gì em cũng còn nhưng mà em không có biết em để đâu đâu, em để tùm lum. Size L XL ngực 8893 8893 60k mã khóa xanh. Đùi size M eo 6672 45k mã kiểu. Size S mút liền 65k mã liền xanh. Áo size L này mới chết. Trời ơi xinh quá luôn. Ngực 91. Ngực 90, 87, 91. 80k mã áo 4. Có chế nào lấy dốt gơn mấy chế. Size M dáng dài chất gió 50k mã dài. Một con mã dài. Con này là chất linen, linen gì đó. 35k đi. Mã kem size M luôn. Quần bo. Ôi còn cái áo size XL của ai? Của ai? Size XL. Áo này xinh. 90k mã XL. Quần này mấy chế mặc hai lét jean cũng được. Tại vì cái kiểu người ta may nó hơi cái vạt nó hơi xéo xuống á. Mặc thành lét jean nha. Size L 30k. À, mình mặc áo của bụng bên ngoài á, mã 30 nó sẽ không thấy. Một con size này ML luôn. Con này size L. Size L lớn ngực 90 cho đến 96 luôn. L lớn XL ngực 90 96 55k mã dây đen. Size M 60k mã hồng dài. Mơ mơ lơ lơ. À, con này ép eo 69 đổ về 60k mã sọc xanh. Size M eo 66 73 khối lưới mà sao nè. 100k mã rằng. Size XL. Em chuẩn bị xuống la nha mấy chế. Mấy chế nào là có đơn nhớ inbox. Ngực 91, 96 hiệu Champion 55, quên 45k mã hiệu. Size XL lớn hiệu Anta. Ngực 92, 98 luôn.
60k, mã 98. Size S ngực 80 đổ về 35k, mã sọc. Size S ngực 80 đổ về 40k, mã lưới. Size M. Size M cái eo này là 64 65 cho đến 71. Này như chất bơi gì đó, chất hơi trơn trơn nha. 50k. 50k. Mã đen. Mã lưới cho Hoàng Lan. 40. Hoàng Lan 40. Một con hiệu Under Armour là size ML. Ngực 86 cho đến 91, 90k. Mã hiệu đen. Mút liền size M. Ngực 86 đổ về 40k. Mã sọc xanh. Rồi giờ em còn đùi nha. Quần thì nó màu xám xám, đen đen này nọ đó. À còn cái quần đùi của Uniqlo size S nè. Eo 60 cho đến 67. Mã nào? Mã lưới là Hoàng Lan. Sọc hả? Sọc luôn hả? 35k Hoàng Lan. 35 Hoàng Lan luôn. Cái này nha, 100k của Uniqlo nãy chế nào. À bà Nhàn Thanh còn không? Hồi nãy cái áo của bà màu này nè. Lấy cái này quần đùi thành 100k thành bộ nè. Bà nó chắc đi rồi. Một bộ. Con này Adidas nó đánh M nhưng mà form L nha. Eo này 75 cho đến 79. 75 79. 120. Mã 79. Cái này của iBody size S luôn. S này eo 55 cho đến 64, S nhỏ nha, 130. Mã xanh đen. Thôi em không thấy cái quần với cái áo nha. Em thấy em ghép vô bộ em bán rồi. Đó là đúng bộ luôn. Một con S, S nhỏ cạp cao, eo này là 63 đổ về cạp cao. 100k mã xanh cao. Có áo mút liền hả? Áo mút liền size nào cũng lấy hay sao mấy chị? Mấy chị hỏi xong phải đợi em hỏi thêm cái nữa rồi mấy chị trả lời thêm cái nữa. Rồi hỏi thêm cái nữa ta hỏi. Một cái là từ A tới Z luôn đi. 100k của Hoàng Lan. Con này nó đánh M mà form S thôi. Cái eo này 61 cho đến 68. Đó. 80k mã cạp chữ. Size M. Eo 67 cho đến 72. 6672 M nhỏ. 60k mã xám. Con màu xanh xanh tím tím. Size S nhỏ, eo 56 cho đến 63. 90k mã sale. Con cài này size L nhỏ. L nhỏ eo 74 đổ về 80k mã cài. Chị có đơn nhấn bóc chế nào size to là của HM. Size L nhưng mà form XL, eo 81 cho đến 86 luôn. Mới đẹp cao nè. Dễ mặc 90k mã hiệu đen. Chế nào XL hốt luôn con này đi, hiệu Estep nè. Eo 81 cho đến 86. 80k mã phối xanh. Phối xanh xanh. Một con hiệu HM nữa nè, size M nhỏ luôn.
ở size M luôn, eo 70 cho đến 74, 120, mã sọc sáng. Này lên rồi. Hồng lỡ xa vào đôi mắt em. Quần đùi size SM eo 71 đổ về. Cái phần này nó hơi dính dính gì đây tí xíu nha mấy chị em, size 50 giống như dính mực thôi. Mã lưới hồng. Đây hiệu I body size XS nhưng mà form S. Eo này là 66 đổ về. 100k mã hoa. Cái này của bé, bé trai mặc được nha. Hiệu Champion 45k. 35kg đổ về mã hiệu. S. Eo 68 đổ về. 70k mã phối. Quần này quần gen bụng mặt bên trong nha, 45k size M mã gen. Đây một con tem mới size M nhưng mà form L, eo 74 cho đến 79, 80k mã mới nè. Tăng ba lỗ gì đây nè, size SM, size SM hiệu tem trong luôn nha mấy chế, lưới lưới lỗ lỗ nha, 80k mã số 1. Có một cái duy nhất luôn, phơm nam nữa nè, size L, eo 77 đổ về, 60k mã lưới đen. Đây đây còn cái phơm nam nè, chất gió một lớp. Em này là 8388, chất gió một lớp. 35k mã nam. Con này là size M form L, eo 76 cho đến 80, 50k mã xám. Cạp cao size ML eo 73 đổ về, 35k mã sáng cao. 35 cho Hà My Lê. Sáng sáng cao cao. Size XL 35k mã hồng. Size S, SM 35k mã xám. Size L 35k mã viền hồng. Con này size ML eo 75 đổ về, 50 mã gió. Đùi cạp cao size S, eo 66 đổ về mặt đẹp, 70k mã đen cao. Kiều 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 kiều. Rồi mấy chị có đơn inbox nha. Đây một con cạp cao size L nữa nè, màu xanh xanh két két, xanh đậm đậm, 90k mã L xanh. Hiệu under size S, S nhỏ, eo này 60-65 đổ về nha, 110 mã 65. Con này đẹp này mấy chế, 70k luôn, size ML eo 73-77, 70k mã cam.
Rồi em xuống like nha mấy chế ơi, hết chỗ chết rồi. Này size to này mua nam mặc cũng được nè, thích mặc màu nổi không, eo 81 86 nè. Một lớp thôi nha, 50k. Mã gió. Nhớ có đơn là inbox cho em. Đi em còn con Adidas size L, form lớn XL bon chen. Eo này là 78 cho đến 80. 77 83. Con Adidas là 130. Mã hiệu hồng. Áo lưới lưng size XS ngực 80 đổ về mới lắm nè. 60k. Mã áo. Em tắt bên đây, mấy chế có nhu cầu ở bên kia xem. Ở đây chắc là ẩn comment. Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. 60 cho Hoàng Lan. Môi tình thơ SM 86 đổi về 50k. Mã yếm nè. Thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi. Hỏi Lulu siêu đẹp nè, size ML mà. Mấy chế không, không có ai chốt. Eo 72 cho đến 77, 150. Mã beo. Con cạp cao chất miệng size S nữa nè, eo 67 đổ về 110. Mã miệng. Beo 150 cho Tuyết Nhung Lê. Size M là 100k, mã xanh. Size S mút liền ngực 82 đổ về 60k, mã liền xám. Con này là XS của Adidas, ngực 80 đổ về mặt đẹp. Tăng ra coi. Ngực 81 đổ về mặt đẹp nha, của Adidas. 125. Mã áo 3. Áo 3 Canada Valencia. Ai mặc áo ren 35k cái size M. Mã ren mặc với vest blazer rồi là đẹp. Size M nhỏ nè, của Reebok ngực 86 đổ về M nhỏ, 85 cũng được nha. Nói chung 85 84 là đẹp. 80k. Mã 80. 2X eo 85 cho đến 83 cho đến 88. 35k mã to. Quần chất khô nè. Jogger là 60k. Mã bo. À cái này thôi. Bỏ qua. Thoáng như một giấc mơ, xe đẹp ơi, những vất vả ngày ấy. Cho lòng tôi, size S nè, siêu đẹp nè, chế nào hốt. Size S 80k. Mã 80. Quay đều, quay đều, quay đều. Mối tình ngày xưa yêu sâu. Size S dáng crop top là 70, mã dây xanh. Rồi em xuống nha mấy chế ơi. Chế ngày nào cũng vô lấy một cái hai cái, không đủ đơn, giữ đơn không. Em chào chế. Chế ơi, dạo này làm được không chế? Size M nè mấy chế ơi, 80k mã lưới. Size S đẹp nè, cắt xẻ là 70k mã cắt. Size S chất mịn 55 mã mịn.
má mịn, làm học xì dầu chả được nhiêu. Má mịn đúng không? Mịn 55 cho Hoàng Lan. Cái đen đó không? Cái áo đen. Ừ. Size ML 86-90 của HNB 80k. Mã 80. Còn cái áo có tay size S em mới chế 90k. 85 đi, mã sale. Cảm ơn chế. 80k mã 80 là cái nào? À, là cái hiệu NB cho Hà My Lê. Ok 80. Size M nhỏ nè. 90k. Mã có tay. Cái áo bơi size M. Bơi váy rất là đẹp, hiệu luôn nha, máy chế 100k. Bơi liền thân mà nó có thêm cái váy. 100k. Mã bơi 2. Con này size S siêu đẹp luôn nè, 90k luôn đi. Mã đô. Size S 50. Mã kiểu. Nhớ tới cái bơi này hận cái cục đồ đó ghê. Tự nhiên mất luôn. Có đem về rồi mà ghét quá, bỏ luôn, xả vía. Em là em không có cho kiểm hàng vậy mới chết. Bơi của Huế Nguyễn 110. Mấy chế đủ tin tưởng thì mua. Còn lỗi phải gì cứ gửi qua. Không có màu trắng. Lỗi phải gì cứ gửi qua. Em bao lỗi 1-1. Lỗi mà em lấy về em chịu tiền ship. Em không lấy về thì bỏ luôn. Mấy chế mua mà cứ lăng tăng. Kiểm hàng mất hàng của em. Chị nghĩ ra em không khác vô mua được 89 size L nhỏ. Tám chín là cái này vừa nè, size L nè được 90 đổ về. Ui còn con này mút liền size M. Này đẹp quá luôn. Mút liền size M ngoài sau là kiểu luôn nè. Ngực 80 à. 84-88 80k mã dây. Rồi nhớ có đơn inbox cho em mấy giờ ta? Dây 80 cho Hoàng Lan. Vậy nha mấy chế em xuống nha. Gen size SM. Gen bụng nè. 65k. Mã ngố. Đùi là đùi. Bye bye cả nhà.